Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là mình ra cái giường bí của mình á, là mình quay cho các bạn xem, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái cách là phòng bệnh lở cổ rễ cũng như là chết nhát trên dây bí hồ lô nha mọi người. Và hiện tại là mình đang trồng cái giống là Hưng Nông 368 nha mọi người ha. Thì trước đó mình cũng đã quay cho các bạn xem tổng quan về cái vườn của mình rồi. Thì cái giống bí này á, thì trồng cái thời gian thu hoạch của nó là khoảng là 70 ngày nha mọi người. Là hơn 2 tháng đó là mình có thể là mình thu hoạch rồi. Thì như tiêu đề á, là sẽ là nói về cái bệnh lở cổ rễ cũng như là cái bệnh là chết nhát ha. Thì đối với cái bệnh mà chết nhát á, các bạn, thì khi mà nó bị vô cái đó rồi là mình sẽ không có cứu được, chỉ có nhổ dây mà dục thôi. Thì cái nguyên nhân của nó là nó bị là nấm bệnh nha mọi người ha. Thì do đó là mình trước khi mình trồng á, thì mình phải là xử lý đất, là mình phơi đất cho nó thật kỹ, cũng như là mình bón lân á, để nó giảm đi cái độ pH mọi người. Còn cái cách phòng bệnh mà theo cái dạng mà hóa học á, thì mình có thể là mình dùng những cái loại thuốc ha. Thì cái loại thuốc á, mà mình hay phòng bệnh các bạn là mình sử dụng cái gói là Aliot á, với là cái gói là Matasi của công ty là Matpacibit đó các bạn. Nè, ở đây là có một cái dây nó bị bọ trĩ đó nè, mình ngắt mình dục nè. Thì các bạn có thể mua ha, mình để cho các bạn một cái link á ở dưới cái đường mô tả đó, thì các bạn có thể là nhấp vào mua ha. Cái gói Aliot á thì nó tầm khoảng đâu là 45.000. Còn cái gói Matasi á, mà loại mà 500g á, thì nó tầm khoảng đâu là 90.000 ha. Còn mấy cái loại mà 25g á, thì nó rẻ hơn. Thì mình để cái link này là mình mua tại Shopee luôn ha. Thì các bạn có thể là nhấp vào mua ha. Và các bạn là sử dụng theo đúng, theo cái cách mà nó hướng dẫn, là các bạn có thể là phòng bệnh được rồi ha. Chứ mà các bạn mà để mà cho nó bệnh mà chết nhát hay là nó lỡ cổ rễ rồi đó, là thua. Là mình chỉ có nhổ và mình dục thôi các bạn. Cái đám bí của mình nay nó cũng bị bọ trĩ nè đó. Thì đối với những cái bệnh mà bọ trĩ các bạn, thì bạn có thể sử dụng là Confidor các bạn, các bạn xịt thì nó cũng rất là hiệu quả ha. Hoặc là bạn có thể là mua cái thuốc là Aqua công nghệ mới bây giờ thì các bạn xịt nó cũng rất là hiệu quả ở trên những cái dòng lá nhám ha, ví dụ như là bí nè. Thì những cái loại thuốc mà mình hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn đó, thì bạn có thể là xịt trên là bầu luôn ha, rồi mướp nè, rồi ngay cả là bí đao luôn, dưa leo luôn nha mọi người ha, chứ không phải là riêng cái bí hồ lô này. Cái giống bí này thì hiện tại là mình trồng thì mình thấy nó phát triển cũng rất là tốt mọi người. Tại vì mình một lỗ như vậy đó thì mình bỏ chỉ có một hạt thôi mà nó lên đều luôn. Có điều cái đợt này mình chưa có phòng cái bệnh là bọ trĩ các bạn, mấy con bọ cánh cứng này nọ đó. Này nó có triệu chứng là nó bị lá nó bị thung lại, cái đọt nó cũng muốn thung lại đó. Thì nay mai là mình xịt mình phòng bệnh cho nó. Tại vì mình thấy, tại vì mình cũng nhiều việc các bạn. Tại vì mình còn trồng là mấy đám ở bên đất bên kia nữa, chứ không phải là riêng cái đám bí trồng ở sen canh với cây bưởi này. Thì cái đám bí này thì mình nay mình trồng nó được là 15 ngày rồi. Và cái lá nách lá của nó thì nay nó ra được là 4 nách lá nha mọi người ha. Thì mình đợi nó khoảng đâu là 7-8 lá hay gì đó, khoảng 6 tấc á, thì mình bắt đầu là mình bấm đọt cho nó ha. Thì tới đó thì mình cũng sẽ làm video, mình chia sẻ cho các bạn luôn. Và cái đám bí này á, là hiện tại là được là 15 ngày rồi. Và mình cũng đã là vô cái phần là 20-15 cái loại mà một màu các bạn cho nó rồi đó. Tại vì đợt này á, là mình trồng mình bón theo kiểu là định kỳ, chứ không có phải là như những cái đợt trước á, là mình chơi là mình bón lót cái phân 20-15 với phân bio đó, liều lượng là 73 đó, mình bón cho nó chủ yếu là mình xịt sâu thôi, và tới cái lúc mà nó ra trái các bạn thì mình mới bón thúc. Còn đợt này thì mình cứ bón là định kỳ, thì cứ một tuần lễ như vậy đó, thì mình sẽ là bón cái phân 20-15 cho nó, cũng như là mình xịt sâu, cũng như là mình phòng những cái loại bệnh ha. Thì đối với cái loại cây này á, nếu như mà mình trồng vào cái thời điểm này á, là nó thời điểm mưa các bạn, thì thời gian tới là nó có thể là nó bị cái bệnh sương mai ha.
cái bệnh xương mai này á, thì mình trị á, thì cũng rất dễ. Các bạn mua cho mình cái gói là Max Hero á, bạn không cần cộng cái gì hết á, bạn xịt bụng một mình nó thôi là hết nha mọi người ha, nó rất là hay luôn. Chứ ở đây mình không phải là mình quảng cáo, nhưng mà mình đã mấy đợt trước là mình đã có xịt rồi, xịt cái Max Hero á, một mình nó thôi, không cộng cái gì hết là nó hiệu quả nha mọi người ha. Còn đối với mà cây bí của mình mà nó bị vàng lá các bạn, thì mình có thể là mình sử dụng là Andracon với thằng Nativo ha, xịt nó là ok liền, hoặc là cộng với thằng Nativo với thằng xịt co đó là cũng rất là hiệu quả ha. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn tham khảo ha, thì các bạn có thể là áp dụng trên một vài dây của các bạn ha. Nếu như bạn thấy nó như cái lời mình nói thì các bạn có thể là áp dụng nguyên giường ha. Tại vì ở đây là mình chỉ là người chia sẻ thôi, còn các bạn là những cái người mà tham khảo, thì do đó thì các bạn là không nên áp dụng hết một giường, mà chỉ áp dụng cho một vài giây thôi. Tại vì giường này là giường của các bạn, mình không muốn những cái lời nói của mình á mà nó ảnh hưởng đến các bạn. Nè, ở đây nè, nó lá nó bị thung lại nè, nó thấy không, ngắt mình dục nha mọi người đó. Mình không ngắt dục á là nó sẽ lây nha mọi người ha. Đó, thì do này là mình chưa có xịt phòng, thành ra nó bị bệnh nha mọi người. Ở đây mình mới là mua cái thuốc lưu dẫn á, mình xịt cỏ cho nó bớt cỏ các bạn, thì vì mình mần nó không có kịp đó. Ở đây là cái khoảng cách á, thì mình trồng nó cũng là 5 tấc trong một gốc ha. Thì đối với cái vườn này á, thì mình chủ yếu là mình cho nó bò là rậm rạp vô cái gốc bưởi của mình á, đặng cho nó mát, nên mình trồng nó cũng khá gần thôi. Chứ mà chuẩn của nó các bạn là mình trồng là từ 6 tấc trở lên, và mình đấy là 4 chèo, và hàng khách hàng á, là phải từ là 3m đến 3m rưỡi ha. Nói chung là càng xa thì càng tốt, nó cho nó dễ, nó quan hợp các bạn. Với cái quá trình mình đi thu hoạch này nọ nó cũng rất là khỏe. Trồng gần là thua nha mọi người. Trồng gần là chỉ lấy được một gốc như vậy mà lấy tầm khoảng là 2 trái thôi, chứ mình không có lấy nhiều được. Với lại mà mình đi xịt thuốc này nọ nó cũng khó nữa, mình trồng thưa thưa ra. Ở đây thì mình cho nó bò qua hai bên nha mọi người ha. Ở đây một hàng cho bò qua bên tay trái, một hàng nó bò qua bên tay phải. Đấy, mình quay cho các bạn xem ha. Bí này hiện nay được 15 ngày nha. Chỉ mới bón được có một đợt, chỉ có một đợt phân 20-15 thôi. Thì trước đó thì mình cũng kiểu như là mình pha với đất cái phân chuồng các bạn. Mình lấy cái phân chuồng quay một cái phân bò với cái phân dê đó, mình ủ với cái Trico Đạt Ma này cũng được là mấy tháng rồi, mình trộn với đất, mình phơi nắng nó mấy bữa, xong rồi mình rải cái lân lên cho nó thử cái độ pH. Ý vậy mà nay nó cũng còn bệnh các bạn, tại vì mình chưa có phòng bệnh cái bọ trĩ đó. Mình nên xịt những cái phòng bệnh bọ trĩ ha, và tốt nhất là mình nên sử dụng những cái thuốc mà dạng cớm các bạn, mình xịt nó hiệu quả hơn. Rồi những cái loại thuốc mà dạng khác thì nó sẽ không có bằng nha. Rồi thì video ngày hôm nay chủ yếu là chia sẻ cho các bạn vậy nha. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình ha. Rồi mình xin được là mến chào.